nghĩa từ là nghĩa tận, các cụ ta dạy vậy, nhưng cứ theo như mầu chuyện có cái tên câu khách, để được chôn khu A, thì quả là nhà văn lớn Nguyễn Công Hoan, năm 1903 đến năm 1977, chết rồi vẫn còn, lòng đong. Chuyện rằng, trước khi hạ huyệt, ông bị người quản lý nghĩa trang văn điển phản ứng quyết liệt, không chịu cho chôn vì theo tiêu chuẩn khu A, khu chôn vĩnh viễn, thì mức lương của ông còn thiếu, một bậc. Xin trích nguyên văn. Nguyễn Công Hoan mất, khi ban tổ chức lễ tang gọi điện đến ban quản lý Nghĩa Trang Văn Điển để xin xe tang, người nhận điện nói ập ờ rằng chẳng biết 8 giờ, 9 giờ hay 10 giờ mới có xe. Vâng, tùy các anh, chỉ xin báo cho các anh biết hiện nay trực bên linh cữu nhà văn có đồng chí Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, con trai nhà văn là Nguyễn Công Tài lúc bấy giờ là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Tố Hiểu, Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Lê Văn Lương bí thư thành ủy Hà Nội và một số cán bộ cao cấp khác. Đầu kia điện thoại rôi rít, vâng, chúng tôi sẽ điều xe đến ngay. Chấm chấm chấm, đến Văn Điển, một nhân viên ban quản lý Nghĩa Trang đến hỏi mức lương của người quá cố. Anh ta dãy nảy lên, còn thiếu 5 đồng mới được chôn ở khu A. Thế là hội nhà văn phải cho người về làm quyết định tăng cho Nguyễn Công Hoan một bậc lương mới đúng thủ tục. Theo, giai thoại làng văn Việt Nam, nhà xuất bản văn hóa dân tộc. 1999, nhận thấy màu giai thoại trên có một số tình tiết không đáng tin cậy. Tôi liên hệ xin được gặp và trao đổi với đồng chí Nguyễn Tài, nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, con trai cụ Nguyễn Công Hoan. Đúng như tôi dự đoán, ông Tài đưa mắt đọc suốt lượt bài viết rồi buông sách xuống. Nói ngay, tôi đề nghị người viết phải cải chính và xin lỗi gia đình công khai trên báo. Thưa bác, những chi tiết nào ở bài viết mà bác thấy chưa chuẩn, cần phải nói lại ông nguyễn tài ngay với tên tôi họ cũng in sai tôi tên thật là nguyễn tài đông sau đi hoạt động bỏ tên chính lấy tên tài làm bí danh chưa bao giờ có chữ công ở giữa họ nhà tôi có tám chữ đệm đức đảo công tài trường thiên thế tổ các cụ quy định mỗi thế hệ là một chữ đệm đưa tên tôi thêm chữ công là nâng tôi lên một thế hệ ngang với cha tôi là không đúng thứ nữa nói các anh trần quốc hoàn tố hữu túc trực bên linh cữu cha tôi cũng là bìa. Các anh ấy đại diện lãnh đạo đảng, chỉ đến viếng thôi. Còn túc trực bên linh cữu cha tôi là con cái trong nhà, là đại diện hội nhà văn. Cái gì cũng phải có nguyên tắc, có tôn ti trật tự chứ. Còn chuyện ban tổ chức lễ tang phải nói gần như, dọa, cán bộ quản lý nghĩa trang mới cho điều xe đến chuyển linh cữu cụ hoan đi. Khi cha tôi mất, hội nhà văn đứng ra lo hết. Cụ được quản ở 51 Trần Hưng Đảo. Chủ sở hội liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam. Tôi không rõ hội nhà văn gọi xe ở đâu, nhưng chắc chắn không phải ở Nghĩa trang Văn Điển. Người viết rất rốt về lịch sử, tôi khẳng định, từ khi thành lập, nghĩa trang này chưa bao giờ có dịch vụ xe tang. Như vậy, việc ban quản lý nghĩa trang không đồng ý để cụ Hoan được chôn ở khu A cũng là do người viết bịa ra. Không bao giờ có chuyện vớ vẩn đó. Ông Hoan từng là chủ tịch hội nhà văn, làm sao không đủ tiêu chuẩn? Cha tôi mất ở bệnh viện Việt Xô, nay là bệnh viện hữu nghị. Bấy giờ chưa có điều hòa, bệnh viện phải bảo quản xác cha tôi bằng đá cây, tới ba, bốn hôm mới đưa đám. Như vậy, hội nhà văn phải liên hệ với Nghĩa Trang từ trước khi chôn chứ. Theo quy định, ông Hoan được nằm ở khu A thì ở đấy người ta phải đào huyệt sẵn rồi. Mọi người chỉ việc kéo nhau đến, làm gì có chuyện đến đó còn tranh cãi có được chôn hay không. Rồi chuyện cán bộ hội chạy về ký tăng lương hội nhà văn không làm chuyện trẻ con đó đâu. Thưa bác, hiện di hài của nhà văn Nguyễn Công Hoan có còn ở Nghĩa Trang Văn Điển hay đã chuyển vào Nghĩa Trang Mai Dịch như trường hợp nhà thơ Xuân Diệu? Không, khi cải táng, gia đình đã đưa cụ về quê rồi, thôn Tam Kỳ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Chúng tôi muốn để cụ nằm bên mộ bà nội tôi cùng các chú, các em của cụ. Tất cả một dãy bên nhau, rất tình cảm. Nhân việc này, Bác có nhắn gửi gì tới tác giả bài viết? Viết vui gì thì cũng phải trên cơ sở sự thật, chứ bịa ra để cù người đọc và kiếm tiền là không được. Bài viết không chỉ xúc phạm gia đình tôi đâu, mà lớn hơn là xúc phạm tới chính sách của Đảng, nhà nước đối với văn nghệ sĩ. Tôi đề nghị người viết phải cải chính. Phạm Khải, chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh YouTube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa.